tại thì mấy ngày vừa rồi các bạn cũng đã nghe một số các thông tin trên báo chí rằng là khu vực ở huyện Bến Lức tỉnh Long An có một cái quán mà họ kinh doanh trên cái mặt đường quốc lộ hướng đi từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà do là có cái sự chặt chém khách hàng đó, sau khi mà lấy cái tô bún tô phở với cái giá là khoảng 100.000 một tô, tô hủ tiếu chứ với giá là 100.000 một tô, và đã bị một nhóm người họ đập phá quán. Thì sau khi được phản ánh trên báo chí như vậy thì mình đã đọc thông tin như vậy, và hiện tại thì cái quán hủ tiếu này đang được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc để điều tra và xử lý. Còn về cái hành vi của mình, cái hành vi của nhóm đối tượng trên thì cũng đang được xử lý. Nhưng mà hiện tại thì cái quán này đã ngưng buôn bán rồi, đã không buôn bán đây nữa rồi, mọi người đã chuyển về rồi. Thuê cái mặt bằng này có 3 triệu được không? Có 3. Bây giờ có tính cho ai thuê nó không cô? Nó có sự việc vậy mình mới cho thuê nó không? Thì cô sửa sang lại. Bây giờ mình bán đi. Hả? Bây giờ mình bán đi mình được cho thuê, mình bán luôn. Cô có biết cái nguyên nhân vì sao không cô? Thôi nó qua nó lợi thì sao đó, ai biết đâu. Dạ. Cô đâu có biết gì đâu. Cô về nhà báo hả? Dạ. Con đi ngang qua. Ghi nhận xem là tình hình nó như thế nào. Tại vì thấy bây giờ chúng ta đi nhà chặt. Có nhà cô chặt đó. Sao lại chặt đi cô? Sao lại chặt đi để cho nó mát chứ? Cây rùa lớn quá. Ơi đang dọn dẹp không này. Cô cho cái nhà thuê lâu chưa? Ơi nay 2.5 năm rồi, 2 năm rồi. Bây giờ người ta trả mặt bằng luôn. Thôi cô không cho thuê chứ không phải là. Cô thuê nó làm vậy đó. Hung nó dữ quá. Vậy là hôm qua đập hết cái quán này luôn. Trước đó thì cô đã từng nghe những cái khách hàng họ kêu ca như vậy bao giờ chưa? Chưa, nó bán thì cũng được lắm, nó bán có 40.000 tô chứ đâu có mắc đâu. Người này người kia chọt qua chọt lại vậy đó. Bình thường thì bán 35.000 đó. Cũng nóng tính quá bắt đầu. Nóng tính chứ đâu có phải bóng mắt. Nói chung là trên cái tuyến quốc lộ này á, thì do có một vài quán nó cũng hơi ấy tí thì bắt đầu là nó nhưng làm mà vợ chồng anh nó cũng có hoàn cảnh khó khăn hả? Khổ lắm nè, vô giờ chỗ ngủ thấy mình rớt lụa, rớt nước mắt đi. Có mở cửa cho con nó được. Đây khổ. Xe vẫn còn để đây không? Còn, xe còn. Có nghĩa là chưa lên lấy à? Chưa, về quê rồi. Sợ mình. Về không có quay lại luôn à? Sợ lắm dán này à. Cái bằng nó lợi nó chém á. Phụ nhà báo hả? Dạ không ạ. Ủa chứ cô nhà anh chị đấy thuê cái hôm chén ra xảy ra sự việc gì hả? Hôm xảy ra sự việc thì cô thấy đông người không cô? Đông lắm. Ngày lễ đông. Mọi người thấy không ạ? Đó là cái cô chủ của cái căn này. Cô vừa chia sẻ là do là cái tình trạng mà hôm trước là diễn ra cái tình trạng đấy, thế nên là cô ấy đã quyết định là lấy lại quán và không cho vợ chồng anh chị kia thuê nữa. Đây là đồ đạc, tất cả nói chung là tài sản có duy nhất đây đó, một chiếc xe máy rồi một chút bàn ghế để bán hàng, đó là cái tài sản duy nhất mà cái anh chị chủ quán mà đang nổi đình nổi đám trên mạng á về cái chuyện mà chặt chém khách đi đường á, đó tất cả tài sản đấy đó, chẳng có cái gì đâu, thấy không ạ, tài sản tất cả đây luôn. Sau khi sự việc ra thì đã về quê rồi, hiện tại thì quán này đang được sang sửa để mà cho thuê lại. Những cái giá trước đó là 3 triệu đồng, còn bây giờ cho thuê lại được biết bao nhiêu. Người dân những người đi đường họ vào đây, họ rẽ vào đây, họ nghỉ chân dừng rất là nhiều. Cũng được biết là ngày trước kia là cái quán này làm ăn cũng được. Các bạn thấy một cái diện tích mặt bằng rất là lớn, chạy dài phải 50 mét, chạy dài chạy ngang bề ngang mặt tiền phải 50 mét ấy. Thế nên là cái việc mà khách họ chú ý ở cái quán này thì cũng rất là nhiều.
cái hôm xảy ra sự việc thì hiện tại ở đây hôm mới là ngày lễ, chính vì vậy mà khi mà cái quán này bị đập phá thì cũng rất là nhiều người vào đây để họ xem ấy. Thì cái tình trạng mà khách hàng bị chặt chém ở cái tuyến đường đi từ miền Tây về đến thành phố Hồ Chí Minh thì không phải là cái chuyện xa lạ. Mình nhớ cách đây khoảng tầm 3 tháng mình có đi trên cái đường về tỉnh Tiền Giang và ăn một dĩa cơm tấm với cái giá là 90.000. Nhưng mà ở cái thời điểm đó thì mình cũng không muốn quay lại video clip gì vì suy nghĩ rằng là thôi, đây là một bài học rút kinh nghiệm. Nhưng mà sau khi mà biết được cái vụ việc này và cách đây khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ tính được mình quay cái clip này thì cũng đã đọc một thông tin ở trên mạng là cũng có một quán ở cũng nằm trên cái tuyến đường này mà bị một cái anh vlog đang làm vlog phản ánh là cái quán đấy bán tô hủ tiếu với cái giá là 105.000 đó. Thế nên là thông qua cái clip này mình cũng hy vọng rằng là các bạn khi mà đi di chuyển từ cái hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh hay là chiều ngược lại thì khi mà ăn uống và sử dụng bất cứ một cái dịch vụ nào tại trên con tuyến đường này thì các bạn nên hỏi giá, thuận ý thì mình sử dụng, không thì thôi, tránh cái tình trạng mà mình mất tiền oan mà là còn bực tức nữa ấy.